các khối u gan cho nam bệnh nhân có tiền sử viêm gan nghiện rượu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các chuyên gia tuyến trung ương phẫu thuật các khối u gan phải có kích thước 66mm cho nam bệnh nhân 38 tuổi. Bệnh nhân tên S, 38 tuổi, trú tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, có biểu hiện đau bụng, mệt mỏi, đi khám được phát hiện u gan bên phải. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B, nghiện rượu. Bệnh nhân nhập viện điều trị tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám cũng như hoàn thiện các xét nghiệm cận lâm sàng, đánh giá giai đoạn bệnh và hội chẩn tìm phương án điều trị phù hợp. Qua phim chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy bệnh nhân có khối u gan đường kính lớn nằm ở trung tâm gan, đè đẩy sát vào vùng rốn gan. Hình ảnh cộng hưởng từ có tính chất ác tính, các chất chỉ điểm ung thư gan đều ở ngưỡng cao. Sau khi tiến hành hội chẩn với các chuyên gia tuyến trung ương, các bác sĩ kết luận chỉ định phẫu thuật cắt gan. Đây là phương pháp điều trị đem lại hiệu quả cao nhất. Bệnh nhân sau đó đã được tiến hành phẫu thuật cắt gan trung tâm. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sau 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật, bệnh nhân được cắt gan trung tâm, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân được đảm bảo. Theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Tô Minh Hùng, giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân cho biết, phẫu thuật cắt gan là phẫu thuật khó, cắt gan trung tâm thì mức độ khó tăng lên gấp đôi. Điểm khó khăn chính của trường hợp này là khối u nằm ở giữa gan, kích thước khá lớn, nằm giữa trung tâm gan trên vùng giàu mạch máu và đường mật, nguy cơ chảy máu và rò mật trong và sau phẫu thuật rất cao. Quá trình phẫu thuật còn phải rất cẩn thận, phẫu tích từ mạch máu tránh làm tổn thương cuốn mạch nuôi phần gan còn lại. Ngoài ra, phương pháp cắt gan theo ngã trước không di động gan giúp hạn chế phát tán tế bào ung thư cũng như giữ ổn định phần gan bên trái.